Xin chào các bạn, đây là mình đang máy múc cào quật để mình làm một cái ao nuôi tô nuôi ốc nhé. Ao để mình nuôi ốc thì chiều rộng là mình đào 30 mét. 30 mét vuông và chiều sâu là mình đào 80 phân các bạn ạ. Thế này là chúng ta có thể ngăn đôi ra được làm hai ngăn. Đấy. Chúng ta sẽ giải bạt và chúng ta ngăn đôi ra làm được hai ngăn để chúng ta nuôi ốc. Nếu như các bạn mà không muốn nuôi tất cả ốc thì các bạn nuôi một ngăn ốc, một ngăn cá. Đây là mình làm cái bể để bạt nha các bạn nhé. Và mình đang dự tính là mình dùng cái sọt đen này, mình sẽ giải ở giữa, ngăn ở giữa, xong rồi mình sẽ phủ bạt chùm qua là mình được một cái bò ngăn hai bên các bạn ạ. Mình sẽ nuôi cái loại ốc nhồi đấy các bạn ạ. Đó các bạn ơi, khi mà mình đã đào được cái khuôn thì bây giờ mình muốn làm hai ngăn các bạn ạ. Đáng nhẽ giữa này thì chúng ta xây một cái bờ gạch thì đẹp, nhưng mà mình không tiện, có ít quá mình không bỏ chở vật liệu, thế nên là mình dùng những cái cây gỗ này mình đóng và mình xếp vào đây thành một cái bờ ngăn đấy. Và khi bạt thì mình may làm hai ô đấy, để mình sẽ ngăn ra làm hai ngăn. Một cái khoang này của mình là rộng 40 mét vuông thì mình ngăn ra làm hai ngăn đấy, nhân tiện máy múc thì mình múc luôn như thế này, ngăn ra làm hai ngăn để mình nuôi ốc nha các bạn nhé. Ở đây bên này mình đã giải được một cái bạt sang đây rồi. Đấy, và bên này thì mình còn một cái là mình sẽ tiếp tục giải nốt. Và các bạn ơi, khi mình may các cái bạt này là nó có những cái khuy này, và mình đã mua cái sắt, mình uốn một đầu. Đây sắt 8 các bạn nhé, uốn một đầu. Đó. Mình để chiều dài khoảng 50 phân và một đầu mình uốn, xong bắt đầu mình mới sẽ đóng vào cái đó. Mình sẽ đóng ôm nó vào đây các bạn nhé, ôm cọc nó vào đây đó. Ôm cọc nó vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đóng tiếp vòng xung quanh như thế các bạn nhé. Hai ngăn này như lời các bậc tiền bối đi trước nói là phải nuôi được tầm khoảng 3 tạ ốc các bạn ạ. 3 tạ ốc vẫn còn thoải mái. Mình cũng làm theo lời các bậc tiền bối đi trước chỉ dẫn. Thế và để mình nuôi ốc các bạn ạ. Thế theo các bạn, nếu như mà bạn nào mà chưa biết thì không nói, nhưng mà các bác, các anh, các chị đã đi trước, đã nuôi rồi thì cũng xin cho em Dung xin một ý kiến ạ. Em Dung làm như này có ổn không? Thế tiếp tục là em Dung sẽ bơm nước vào đây, xong rồi để khử nước bằng cách là em Dung chặt cây chuối ra. Đấy là theo bậc tiền bối hướng dẫn chỉ đạo, chặt cây chuối vào để khử nước ạ. Khi
bạt của chúng ta đã đóng xong và các bạn hãy cho nước vào. Đấy, cái mình khi mình làm bể thì mình làm trũng một đầu. Cái đầu dưới cùng là chúng ta cho tầm khoảng 5-60 phân nước. Còn bên trên thì chúng ta cho khoảng độ 3 đến 30-35 phân nước các bạn nhé. Đấy, để khi nếu mà chúng ta có thay nước thì chúng ta sẽ hút ở cái rốn của nó đi. Đang thả ốc đây các bạn ạ. Tí nào tự bọn nó bò, bọn nó tìm chỗ. Cứ giải đấy xong rồi là tự các em nó bò xuống. À, và bạn thằng này đang há mồm ra tìm đường xuống hết rồi đây. Cầm cho anh cái nắp hộp thuốc này. Dạ. Nắp hộp thuốc. Vâng. Khi thả ốc là không được đổ bùm xuống dưới nước mà để nó ở trên. Để đống đống ở trên bèo kia dạ, nếu mà. Dạ. Vâng, giải ra. Nếu như mà ở ao anh ở nhà là anh bắt về đánh đục. Dạ. Đây là mang đi khác địa phận hay địa bàn. Thế nên là sợ. Sợ. Bên là mùi lá. Dạ. Bên là mùi thế nên là phải để đấy cho nó xuống từ từ.
con gì đấy ạ? Dạ. Đấy, đang bỏ đấy. Dạ. Con kia đấy đang há mồm há miệng hết ra để tìm đường đi rồi đấy. Bỏ ra rồi ấy. Đây. Đấy. Đúng không? Và. Đấy. Dù đấy. Và. Đấy. Đây gì? Ui, bò. Bò hết đi rồi. Vậy em nhìn thấy rồi. Kia đằng trước gần nhiều lắm. Bò. Đi tìm đường ăn rồi đấy. Đây gì? Và. Mai ra là... bò kín. Đây đang lục bục là đang bò tìm đường xuống. Anh cứ dẫm vào xong bên cây mỡ bên kia kìa. Dẫn trên đỉnh đồi làm bể để nuôi ốc. Khi làm cái này thì các bạn hãy lưu ý là khi các bạn thả xuống là các bạn đừng có đổ thẳng xuống. Và các bạn hãy làm như cách của mình là các bạn hãy cho bèo thu đống vào một góc. Thế xong rồi các bạn để giải ốc lên trên. Đấy, xong rồi để cho các em nó từ từ là bò xuống. Chứ nếu mà đổ xuống là như bác kỹ thuật là bác bảo là nó sẽ bị chết chìm. Đây chúng ta để cho tự bò đi. Đang lô nhô bỏ hết đi. Bên này đang há mồm há miệng đi tìm đường đi hết rồi này. Đấy. Thằng nào nằm ngửa thì mãi không quay được. Bỏ hết ra rồi. Vâng. Sau một tiếng đồng hồ sau khi thả các bạn ạ, thì các em nó đã lần lượt chui xuống hết rồi, không em nào nó nằm ở trên này nữa. Thế là ốc của chúng ta rất là khỏe mạnh các bạn nhé. Đấy, và bây giờ là các em nó bò hết xuống dưới nước này. Đấy, đang bò ấy. Đi khắp bể rồi các bạn ạ. Và thức ăn của ốc thì nó ăn rất là đa dạng. Đây này các bạn này. Bỏ hết xuống dưới này rồi này. Đấy. Mình cho ăn lá đu đủ này. Lá sắn này. Quả mướp này. Những bắp ngô non này. Đấy. Mình ném nó xuống đây. Thế rồi bưởi. Các bạn gọt bỏ cái vỏ he đi. Thế xong các bạn hãy thái lát. Và các bạn thả xuống đây. Thế mà còn những em ốc mà mình để ở trên bèo nó dày quá, xong mình mới cho lên trên chốc hai cái lắp của cái thùng hộp xốp này ấy, thì các em nó cũng bò hết rồi. Đây còn có hai em này thôi. Bây giờ mình lại vớt bỏ cái hộp xốp lên. Vớt bỏ cái vỏ hộp xốp lên nhé các bạn nhé. Đây là kế hoạch thả ốc đã thành công. Đây, hai em nó bò nó nằm trên cái. Lá xoan, lá sắn là các em nó chén hết. Đây, nước thì mình chỉ để khoảng độ 30 phân ở chỗ sâu, ở chỗ nông. Còn cái chỗ sâu kia thì là 50 phân các bạn ạ. Đấy. Mình sợ nắng quá nên mình căng bạt vào một góc kia. Nhưng mà bây giờ mát rồi là mình phải thả nó ra. Vớt nó lên. Và các bạn nhìn này. Các em nó...
nằm hết ở dưới đất này, ở dưới nước rồi này. Đấy. Quay này là nó hơi ánh mặt trời nhưng mà đây quay gần cho các bạn xem này. Đấy, bỏ hết ở dưới này. Đang đi tìm ăn đấy, đang đi mò ăn rồi đấy. Các bạn lưu ý cho mình cái cách thả ốc nhồi này nhá. Đây gọi là ốc nhồi. Thì nếu như mà các bạn để vào trời mát là tốt nhất. Nhưng mà hôm nay thì thời tiết của mình nó nắng quá. Và mình mang từ ao nọ đến ao kia. Thế xong mình thả thì mình cũng phải thả vào cái thời tiết nó hơi sớm một chút. Thì các bạn nhớ là các bạn hãy đừng có cứ thế mà đổ ào xuống. Các bạn hãy để cho nó nằm trên chốc bèo như ban nãy của mình. Các bạn cứ để giải nó trên chốc bèo. Thế xong rồi các bạn hãy để đấy thật im ắng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Xong rồi để cho các em nó tự bò xuống. Và mình để trên bèo nó hơi dày rồi thì mình mới lấy hai cái lắp thùng xốp mình giải ốc lên trên. Và để cho các em nó tự bò xuống. Thì nó không bị chết đuối các bạn ạ. Chứ nếu như các bạn mà cứ thế các bạn đổ xuống nước thì là ốc của chúng ta sẽ bị chết đuối các bạn ạ. Đấy là cái kỹ thuật và cái bí quyết của người nông dân chăn nuôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn nào có mô hình hay hơn, đẹp hơn thì hãy xin chia sẻ cho mình và mọi người cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.